xin cảm ơn và kính mời toàn thể quý vị an toàn và cổ vũ cho trận đấu. Sân vận động Bình Phước, sân nhà của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước cũng đang được hứa hẹn là một miền đất lành dành cho ngôi sao được kỳ vọng nhất của họ là Nguyễn Công Phượng. Bởi tại sân đấu này ở hai đấu trường cúp quốc gia và giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2024-2025, Công Phượng đã nổ súng 3 lần và tỏa sáng rực rỡ để mang về hai trận thắng dành cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Trong trận đấu ngày hôm nay thì các trọng tài điều hành sẽ là ông Nguyễn Kim Việt Bảo, các trợ lý Nguyễn Thái Học, Phạm Văn Hải và trọng tài thứ tư là ông Trần Văn Khỏe. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát đến phía đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước với những cái tên hết sức quen thuộc. Ở trong khuôn khổ là thủ thành máu số 1 Bùi Tấn Trường và cũng là người đeo băng đội trưởng hàng thủ gồm số 7 Sơn Ngọc Đức, số 16 Mạc Đức Việt Anh, số 3 Tấn Sinh, số 34 Hoàng Dương. Và ở trên hàng tiền vệ, bộ đôi Minh Tâm và Tử Nhân đá thấp nhất. Phía trên bộ ba có tình huống tấn công là số 17 Mạnh Hùng, số 70 Công Phượng và số 10 Sĩ Giáp. Người đá cao nhất trong đội hình của câu lạc bộ Bình Phước là Lê Thanh Bình. Về phía câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, sự lựa chọn những cái tên đá chính trong ngày hôm nay của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương gồm thủ thành mang áo số 1 Nguyễn Tân, hàng phòng ngự số 6 Khả Đức, số 21 Văn Dung, số 24 Nhật Minh, số 5 Nhật Linh. Gia Huy là người đá thấp nhất hàng tiền vệ. Bốn cầu thủ phía trên là Thế Dũng, Thanh Xuân, Tuấn Phong, Anh Quân và người đá cao nhất là Hoàng Chiến. Ở vòng đấu gần nhất, dù có một trận đấu vất vả nhưng câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước đã có chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 trên sân vận động Thống Nhất trước câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Người đã ghi bàn thắng mang về 3 điểm trọn vẹn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức, đó là tiền đạo Lê Thanh Bình. Tiền đạo gốc Thanh Hóa đã có bàn thắng ban đầu để mang về 3 điểm tiếp theo và giúp cho Trường Tư Bình Phước vẫn đang duy trì thế tam mã trong cuộc đua đến với chức vô địch, cùng với đó là tấm vé lên chơi tại LB Bank V-League 1 mùa giải năm sau. Trong khi đó thì với Bà Rịa Vũng Tàu, sau trận thắng tưng bừng 4-1 ở trong ngày ra quân trước câu lạc bộ Đồng Nai thì họ đã tiếp tục có một trận đấu trên sân nhà nhưng phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình. Và hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Trận đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước sẽ ở bên phía tay phải màn ảnh của quý vị với bộ trang phục sắc xanh lá cây truyền thống. Trong khi đó thì ngày hôm nay các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu sẽ ra sân với trang phục màu cam và màu xanh. Một đội hình được lựa chọn bởi huấn luyện viên Minh Phương có độ tuổi trung bình có thể nói là rất thấp, 19,3 tuổi. Đây sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn dành cho những tài năng trẻ bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Đội bóng của Anh Đức với những khoản đầu tư mạnh mẽ ở đầu mùa giải năm nay, đặc biệt là sự xuất hiện của Nguyễn Công Phượng, đang thực sự là tạo nên một làn sóng mới và thu hút rất nhiều những sự chú ý cho giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2024-2025. Và thực sự là những màn trình diễn của họ ở trên sân cũng đang dần dần lấy được niềm tin của người hâm mộ, đặc biệt là những tình huống xử lý của Công Phượng như thế này. Công Phượng phối hợp bật nhảy, cũng đang là Công Phượng đưa bóng vào. Nhạc Minh là người đã hóa giải thời cơ. Ngày hôm nay thì Nhạc Minh sẽ là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự của đội khách Bà Rịa Vũng Tàu. Quả phạt góc đầu tiên của trận đấu và người thực hiện không ai khác chính là CB70 của đội chủ nhà. Một số áo rất mới lạ sau khoảng thời gian dài kinh
chiến ở Nhật Bản và trở về với Việt Nam. Cú dứt điểm, đó là pha ra chân đến từ Minh Tâm. Song Ngọc Đức, Song Ngọc Đức là một sự điều chỉnh mới ngay sát giờ thi đấu khi mà số 19 Đức Duy khởi động và bị đau. Sự thay đổi người bắt buộc. Người ném biên sẽ là Hoàng Dương. Và các mặt đánh đầu là của Thanh Bình. Thanh Xuân cũng phá bóng chính xác. Lê Thanh Bình, Lê Thanh Bình đã tìm lại được cảm giác ghi bàn sau gần một năm trong trận đấu ở trên sân vận động Thống Nhất trước câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Mùa trước thì Lê Thanh Bình khoác áo câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tại V-League 1. Song Ngọc Đức, Thanh Bình, Bình Tâm mở bóng ra cánh phải, quả treo bóng vào trong. Đó là pha xử lý đến từ Sĩ Giáp. Đội chủ nhà đã không giấu giếm ý đồ, ngay lập tức chơi phủ đầu trước các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Đội tuyển Bình Phước đã khởi động giải hạng nhất quốc gia 2024-2025 và tuyển hòa không đều trước Hòa Bình. Đây là Hoàng Chiến. Hoàng Chiến một mình và quá đơn độc. Tuy nhiên thì vừa rồi là tình huống mà Tấn Sinh đã có một pha xử lý rất thiếu an toàn. Với những sự đầu tư mạnh mẽ như thế này thì chắc chắn ở mùa giải 2024-2025 này, sự kỳ vọng dành cho huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức cùng với trường tư Bình Phước đó là một sự cạnh tranh song phẳng để tranh chấp tấm vé lên chơi ở V-League 1 vào mùa giải năm sau. Mùa trước thì đội bóng của ông bầu, ông chủ Phạm Hương Sơn đã giành được vị trí thứ 3. Ngày hôm nay thì không biết là có phải với mục đích xoay tua đội hình không, mà huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đã cất giữ gần như là hầu hết những cái tên chất lượng nhất của mình ở trong danh sách dự bị và tung ra một đội hình cực kỳ trẻ trung. Có những cầu thủ năm nay mới 18, 17 tuổi ở trong đội hình của Bà Rịa Vũng Tàu trong chuyến làm khách đến sân vận động Bình Phước ngày hôm nay. Việt Anh, đường phát động rất dài của Việt Anh, nhưng thủ thành Nguyễn Tân đã ôm gọn bóng. Nguyễn Tân là thủ thành sinh năm 2005 nhưng sở hữu chiều cao khá ấn tượng là 1m90. Đã có một tình huống để bóng chạm tay của Hoàng Dương. Tiếp theo sẽ là quả đá phạt, như vậy chính xác người đã để bóng chạm tay là Tấn Sinh. Tấn Sinh cũng là một tân binh chất lượng mà câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước mang về ở đầu mùa giải năm nay. Sang Ngọc Đức, Thanh Bình, đây là Lưu Tử Nhân, rất thoáng, cơ hội dành cho đội chủ nhà, dứt điểm, không vào. Pha xử lý của Sĩ Giáp tưởng chừng như là đã có thể có màn ăn mừng trên sân vận động Bình Phước.
những cú dứt điểm của số 10 sau khi kết thúc thì đã đưa bóng đi ra ngoài. Pha mở bóng rất hay của Lưu Tự Nhân. Một khoảng trống mênh mông đã được mở ra, nhưng Sĩ Giáp lại có một pha xử lý hơi chần chừ sau tình huống đỡ bước 1 có phần hơi dài. Cầu nghiêm đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về đội chủ nhà. Sĩ Giáp là cầu thủ cũng đã từng khoác áo đội bóng trước đây của chính người thầy của mình lúc này là câu lạc bộ BKMS Bình Dương. Thế Dũng. Công Phượng ngày hôm nay được bố trí chơi với vị trí quen thuộc là hậu công ngay phía sau chân sút Lê Thanh Bình. Và xử lý an toàn đến từ Huỳnh Tấn Sinh. Nhật Linh. Rõ ràng là các cầu thủ còn trẻ bên phía Bà Rịa Vũng Tàu đang chưa tìm được sự kết nối và nhịp chơi với nhau. Cầu thủ trẻ nhất trong đội hình của Bà Rịa Vũng Tàu ở trận đấu này là Lê Khả Đức, người được bố trí ở vị trí phòng ngự bên hành lang cánh trái. Năm nay Lê Khả Đức mới 17 tuổi thôi. Và đây cũng là trận đấu thứ 3 của Lê Khả Đức ở mùa giải năm nay. Trong danh sách dự bị của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu có những cái tên đã đá chính ở những trận đấu trước đó như là Trung Trí Thiện hay tiền đạo số 1 Bùi Văn Bình. Đây là Thanh Bình. Điều gì hợp lý. Mạnh Dũng. Rất nhiều khoảng trống. Nhưng quả đưa bóng vào là chưa tốt. Vẫn còn cơ hội dành cho Trường Tư Bước. Đánh đâu! Thật sự là sân đấu Bình Phước đang là miền đất lành của Nguyễn Công Phượng. Bàn thắng thứ tư ở sân đấu đây rồi. Và vẫn là chân sút mang áo số 70 mang đến niềm vui cho các cổ động viên của Trường Tư Bình Phước. Công Phượng quá có duyên trong những trận đấu trên sân nhà. Nụ cười rất tươi của chủ tịch Phạm Hương Sơn. Công Phượng ghi bàn ở phút thứ 10 bằng một cú đánh đầu rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Giờ thi đấu của trận đấu này là vào giờ cơm tối và thực sự là Công Phượng đã mang đến một món ngon dành cho các cổ động viên với pha đánh đầu này rất đơn giản. Người đã kiến tạo là Mạnh Hùng. Công Phượng chỉ cần đứng đó đánh đầu đưa bóng vào khung thành, không cần phải làm gì một cách quá phức tạp. Một công dành cho Trường Tư Bình Phước ở phút thứ 10 của trận đấu này. Phượng đã mang đến những niềm vui trên sân nhà dành cho Trường Tư Bình Phước. Ở
sân đấu này thì chưa có một cái tên nào khác ngoài Nguyễn Công Phượng ở mùa giải năm nay có thể xuất hiện trên bảng điện tử bên phía đội chủ nhà. Những giá trị đã ngay lập tức được chuyển đổi từ những sự đầu tư đến từ ông chủ của đội bóng. Công Phượng nổ súng liên tục trong các trận đấu, và đặc biệt là những trận đấu trên sân nhà dành cho Trường Tư Bình Phước. Quả đá phạt góc khá khó chịu. Đó là cú đấm bóng an toàn đến từ kinh nghiệm của thủ thành Bùi Tấn Trường. Cơ hội để phản công dành cho đội chủ nhà. Lần này thì Mạnh Hùng đã không thể theo kịp đường bóng. Mạnh Hùng chính là người có công ở trong bàn mở tỷ số của đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước. Chúng ta cùng xem lại tình huống đấm bóng rất an toàn của thủ thành Bùi Tấn Trường. Thủ lĩnh cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn của Trường Tư Bình Phước. Cho đến lúc này thì Trường Tư Bình Phước đang là đội bóng có được hàng thủ, một trong những đội bóng có hàng thủ tốt hàng đầu tại Gold Star V-League 2. Họ cùng với đội đầu bảng Phù Đổng Ninh Bình là những đội bóng duy nhất cho đến lúc này chưa để thua bất kỳ bàn nào. Mùa giải năm nay thì chắc chắn là cuộc đua tam mã giữa Phù Đổng Ninh Bình, PVF CND và Trường Tư Bình Phước sẽ trở nên cực kỳ hấp dẫn, khi mà đến vòng đấu thứ tư này cả hai đội vẫn đang ủi bám nhau một cách rất khó chịu. Ở vòng đấu thứ tư này thì câu lạc bộ PVF CND cũng sẽ ra sân trong ngày hôm nay 14 tháng 11 ở trong chuyến làm khách đến sân của Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19:15. Công Phượng, Tự Nhân. Lại là Lưu Tự Nhân. Đường chuyền tốt. Đó lại là một pha thảy bóng hơi mạnh một chút. Ý tưởng là hết sức tuyệt vời đến từ Mạnh Hùng, người đã có kiến tạo cho Nguyễn Công Phượng ghi bàn. Sau khoảng 2 năm chơi bóng tại Nhật Bản thì Công Phượng đã hồi hương và ngay lập tức tạo ra những sự chú ý. Sức hút của Nguyễn Công Phượng vào lúc này vẫn còn đang rất lớn, và đặc biệt là sau khi tiền đạo được đào tạo từ lò của câu lạc bộ Hà Gia Lai liên tục có những tình huống ghi bàn dành cho câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước ở giải hạng nhất quốc gia bị sao vàng 2024-25. Đường chuyền dài, lại là Mạnh Hùng bên cánh trái. Mạnh Hùng đảo chân, Mạnh Hùng lại đưa bóng vào, dứt điểm. Lại là Công Phượng ở phía trong, nhưng lần này thì cú bắt vô lề đã đưa bóng đi chệch khung thành. Một công thức được lặp đi lặp lại, kịch bản được tái diễn, nhưng tiếc là cái kết của tình huống dứt điểm này đến từ Công Phượng lại không thể hoàn mỹ như là tình huống mở tỷ số ở phút thứ 10 của tiền đạo sinh năm 1995. Sĩ Giáp, thời cơ tấn công lại đến với các cầu thủ Trường Tư Bình Phước. Sĩ Giáp đột phá hay, đã có một pha can thiệp chính xác đến từ các hậu vệ của Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo sẽ là ném biên dành cho đội chủ nhà. Hồ Sĩ Giáp lúc này đang bị đau sau cú tắt bóng rất chính xác của hậu vệ mang áo số 21 Vi Văn Dung.
sau mùa giải đầu tiên được đầu tư mạnh mẽ và giành được vị trí thứ ba tại giải hạng nhất đi sao vàng, thì câu lạc bộ Trường Thư Bình Phước ông giải năm nay rõ ràng đang đưa ra một thông điệp hết sức rõ ràng về việc họ muốn cạnh tranh một vị trí cao hơn. Chúng ta cùng xem lại bàn mở tỷ số của Công Phượng. Một quả chuyền rất chính xác đến từ Mạnh Dũng, và với bản năng của mình thì Công Phượng rõ ràng là không thể chối từ món quà này đến từ người đồng đội của mình. Cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc của Nguyễn Công Phượng. Trong chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Hà Tuấn của Khánh Hòa ở vòng đấu thứ hai, thì Công Phượng đã có một cú đúp dứt điểm và xoay người và dứt điểm ngay của Lê Thanh Bình. Đá lần này thì chưa thể chiến thắng được thủ thành Nguyễn Tân, nhưng pha dứt điểm đó là một tình huống xử lý hết sức ấn tượng của tiền đạo gốc Thanh Hóa. Mất bóng rồi, may mắn là các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu vẫn áp sát nhanh, và đây là tình huống mất bóng ở giữa sân. Công Phượng, Minh Tâm treo bóng, Mạnh Hùng thôi vẫn còn sóng gió liên tục đến với khung thành của Bà Rịa Vũng Tàu. Trương Nhật Minh và các đồng đội đang có một trận đấu vô cùng vất vả. Tiếp tục là Công Phượng ở chấm đá phạt góc dành cho đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước. Bên cạnh ba trận đấu tại Gold Star V-League 2 2024-25, chúng ta còn sẽ đến với hai trận đấu nữa của Evan V-League 1 2024-25. Vào lúc 18 giờ là cuộc đối đầu giữa Quy Nhơn Bình Định và Hải Phòng, lúc này tỷ số đang là 2-0 dành cho đội chủ nhà. Và vào lúc 19:15 là cuộc đối đầu giữa Hà Nội và BKMX Bình Dương. Lần này thì quả đá phạt của Công Phượng đã hơi mạnh rồi. Rất áp lực, và chúng ta thấy là các hậu vệ của Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã xử lý một cách cực kỳ bối rối. Mạnh Hùng đường chuyền vào tuyến hai, Thanh Bình cú dứt điểm, đó là một tình huống vút má ngoài đến từ Lưu Tử Nhân. Thì tốt, cơ hội để đối mặt và đỡ bước một hơi dài của Hoàng Chiến. Như vậy là sẽ có đến 3 sự thay đổi người đến từ huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương, sau khi mà đội bóng này đã phải sớm nhận bàn thua do công của Nguyễn Công Phượng ngay từ phút thứ 10. Đây đều là ba cầu thủ đã thường xuyên đá chính ở các trận đấu trước của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Đường chuyền dọc biên khá tốt, đưa bóng vào,
khá nguy hiểm, suýt chút nữa là có bàn phản lưới nhà. Đó là tình huống phá bóng của Nhạc Minh và suýt chút nữa thì anh đã bị thành tội đồ. Trần Đình Bảo, Tô Phương Thịnh cùng với Bùi Văn Bình sẽ là những cầu thủ được thay thế bên phía câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Những tài năng trẻ vào sân ngay từ trong đội hình xuất phát và có lẽ là đã bị ngợp. Vừa rời sân là Kim Nhật Linh, Anh Quân và Thanh Xuân. Lại là Công Phượng đã phạt góc, đánh đầu 2-0 dành cho Trường Tươi Bình Phước. Và lại là có dấu giày đến từ Nguyễn Công Phượng với một pha kiến tạo. Người lập công lần này là Lưu Tự Nhân. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đã quyết định thay 3 người ngay trong hiệp 1. Nhưng những sự điều chỉnh này chưa kịp để có thể gọi là làm nóng nữa thì đội chủ nhà Trường Tươi Bình Phước đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Nguyễn Công Phượng kiến tạo ở góc phạt góc. Và người ghi bàn là Lưu Tự Nhân. Một trận đấu mà mọi thứ đang diễn ra hết sức thuận lợi dành cho đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Quả treo bóng quá tuyệt vời. Và pha chạy chỗ chọn điểm rơi đánh đầu của Lưu Tự Nhân thì không thể cản phá. 2-0 dành cho đội chủ nhà Trường Tươi Bình Phước. Lúc này thì tại đấu trường Gold Star V-League 2 2024-25, Nguyễn Công Phượng đã có được 3 bàn thắng và 1 kiến tạo. Thành tích khởi đầu cho thấy Trường Tư Bình Phước đang có một bản hợp đồng xứng đáng đến từng xu. Lại là thời cơ dành cho đội chủ nhà Lê Thanh Bình. Đường treo bóng, đánh đầu. Pha không chiến chưa thực sự chính xác đến từ Mạnh Hùng. Tuy nhiên lúc này thì bóng chỉ lăn một chiều thôi. Và nếu như có những thống kê về bản đồ nhiệt thì có lẽ là phần sân của câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước sẽ trở nên rất trống trải. Sức ép liên tục đến từ dàn sao đắt giá của đội chủ nhà. Khi đó thì những ngôi sao trẻ của Bà Rịa Vũng Tàu chưa thể tạo ra được bất kỳ một cơ hội uy hiếp khung thành nào về phía khung gỗ của Bùi Tấn Trường. Và xử lý hết sức an toàn của Mạnh Hùng. Nguyễn Công Phượng bỗng mở cánh trái. Đây là Sầm Ngọc Đức, Mạnh Hùng, Sầm Ngọc Đức, Công Phượng. Tình huống phối hợp đập nhã nhịp một cho thấy được sự nhịp nhàng của các cầu thủ chủ nhà. Minh Tâm. Hoàng Dương, Sĩ Giáp. Thank you.
Mạnh Hùng. Sông Ngọc Đức. Sau khi có bàn thắng nhưng được cách biệt thì cầu thủ Bình Phước đang chủ động làm chậm nhịp, đó là đường chuyền sai của Sông Ngọc Đức. Bùi Văn Bình. Chưa có cơ hội dứt điểm dành cho đội chủ nhà. Mạnh Hùng. Xử lý này của Mạnh Hùng là chưa đủ để vượt qua hậu vệ đối phương. Lỗi rồi. Lỗi của Lê Thanh Bình đối với Trương Nhạc Minh. Đây là phút 30 của trận đấu và Trường Thi Bình Phước đang có lợi thế hai bàn dẫn trước. Phạt cướp bóng tốt của Minh Tâm, đây là Công Phượng băng lên hết sức thoải mái. Cơ hội vẫn còn, Sĩ Giáp. Mạnh Hùng chưa thể có được lợi thế ở trong tình huống tranh chấp vừa rồi và lại có một cầu thủ bị đau. Cổ động viên khá đặc biệt đang góp mặt trên các khán đài của sân vận động Bình Phước. Đó là nghệ sĩ Hoàng Bách. Đường chuyền tốt. Đó vẫn là một thách thức rất lớn dành cho Hoàng Chiến. Đội khách Bà Rịa Vũng Tàu có vẻ là đang dần lấy lại được thế trận sau khi có 3 sự điều chỉnh. Xử lý bóng đi rất căng nhưng không thể đưa bóng đi chính xác được. Thank you.
vậy là trọng tài đã rút thẻ vàng dành cho Mạc Đức Việt Anh vì chậm đưa bóng vào cột. Tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Công Phượng như vậy là sẽ có phạt góc dành cho đội chủ nhà sau tình huống xử lý thiếu đi sự liên lạc của các cầu thủ trẻ bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Công Phượng sẽ lại xuất hiện ở chấm đá phạt góc. Công Phượng chịu vài đánh đầu thứ hai rất trống, đó là cú bắt vô lề của Minh Tâm. Tiếp tục là Minh Tâm, cựu cầu thủ của SHB Đà Nẵng. Mạnh Hùng, Minh Tâm không thể qua được cầu thủ thứ hai của Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó thì Mạnh Hùng cũng không theo kịp đường bóng. Công Phượng sẽ là quả ném biên của Sâm Ngọc Đức. Mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Bà Rịa Vũng Tàu sau khởi đầu hết sức tưng bừng bằng chiến thắng 4-1 trước Đồng Nai trên sân nhà thì họ đang phải đối mặt với hiện thực khắc nghiệt trong những cuộc đối đầu với các ứng viên hàng đầu cho tấm vé thăng hạng. Đó là Phù Đổng Ninh Bình trong trận đấu tại vòng 3 trên sân nhà. Và ngày hôm nay là chuyến làm khách đến sân của trường Tư Bình Phước. Chuyện quá thiếu chất lượng. Lưu Tự Nhân và bóng không hiểu ý nhau giữa Lưu Tự Nhân và Mạnh Hùng. Thế Dũng, Tô Phương Thịnh. Tô Phương Thịnh vào sân sẽ giúp cho tuyến giữa của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu có thêm kinh nghiệm. Đây là một trong những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm ra sân nhất bên phía câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Và vừa rồi là cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xa. Đó là pha xử lý của cầu thủ áo số 19 Nguyễn Quốc Hoàng. Quốc Hoàng là một trong ba sự thay đổi mới nhất của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu trong hiệp 1. Nhạc Minh mở bóng rất chính xác ra cánh trái. Quả tạt sớm. Chưa có cú dứt điểm. Và sau đó thì bóng đã đi hết sân. Chúng ta xác định là sẽ có phạt góc dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Người chạm bóng cuối cùng đó là Tuấn Sinh. Thế Dũng chưa thể làm khó được các cầu thủ trường Tư Bình Phước. Đó là tình huống mà Lê Thanh Bình cũng đã lui về hỗ trợ phòng ngự.
đường dài khá chính xác. Đây là Tuấn Phong, bóng trả về Tuấn Hải. Tuấn Phong đập nhả hợp lý, sau đó thì Thế Dũng đã xử lý quá bối rối. Vậy là đã có một cầu thủ bị đầu, và đó là Sầm Ngọc Đức. Trước trận đấu thì đã có một cầu thủ được đăng ký trong đội hình xuất phát là Đức Duy, và Sầm Ngọc Đức là không có tên trong danh sách đăng ký. Tuy nhiên khi mà Đức Duy gặp vấn đề thì Sầm Ngọc Đức là người được thay thế. Nhưng giờ đây thì những lo lắng tiếp tục đến với đoàn cùng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức, thì Sầm Ngọc Đức đang tỏ ra bị đầu. Trận đấu cho đến lúc này mà thủ thành Bùi Tấn Trường chưa phải làm việc gì cả. Mạnh Hùng sút xa, phản ứng điểm khá quyết đoán của số 17. Công Phượng và tranh chấp tốt, nhưng vẫn là cao thủ Trương Tư Bình Phước. Chúng ta xác định là đã có lỗi của Bà Rịa Vũng Tàu rồi. Đó là tình huống mà Hoàng Dương đã bị phạm lỗi từ phía sau, cú đẩy sau của đối thủ. Minh Tâm Thanh Bình, Sầm Ngọc Đức. Sầm Ngọc Đức đã có thể quay trở lại thi đấu trong đội hình của Trường Tư Bình Phước. Chúng ta đang đến với những phút cuối của hiệp 1. Hai bàn là thực sự an toàn dành cho Trường Tư Bình Phước với những gì mà họ đã thể hiện ở hiệp đấu này. Công Phương lại là Nguyễn Công Phượng mở bóng cho Mạnh Hùng. Mạnh Hùng dứt điểm, quyết định dứt điểm ngay ở góc hẹp và xử lý có phần cá nhân của số 17, và nó khiến cho Thanh Bình cảm thấy không hài lòng. Và dứt điểm có phần là hơi vội đến từ Mạnh Hùng, còn nhiều phương án khác sẽ mở ra thời cơ thuận lợi hơn cho đội chủ nhà, nhưng Mạnh Hùng quyết định xử lý cá nhân. Xoay sở hay, Bùi Văn Bình, một mình Văn Bình giữa vòng vây ba cầu thủ Trường Tư Bình Phước và đã để mất bóng. Nhưng sau đó thì Mạnh Hùng chuyền sai,
cơ hội quay trở lại với Bà Rịa Vũng Tàu. Treo bóng sớm, pha phá bóng đơn giản của Huỳnh Tấn Sinh. Bóng dài quá khó, nỗ lực cứu bóng bất thành. Đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Tô Phương Thịnh đó sẽ là ném biên dành cho các cầu thủ Trường Thương Bình Phước. Là đã có lỗi từ phía sau và sẽ có một quả đá phạt dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Hiệp 1 sẽ được cộng thêm 2 phút. Quả đá thẳng và thực sự là bóng đã bay lên trời như là những tiếng hò reo của các cổ động viên Trường Thương Bình Phước. Chưa có bất kỳ một sự vất vả nào dành cho thủ thành Bùi Tấn Trường trong hiệp đấu đầu tiên này cả. Xử lý là của Quốc Hoàng, đó là một cú đá quá mạnh. Như vậy là trọng tài đã thổi còi khép lại hiệp đấu đầu tiên. Tỷ số là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Trường Thương Bình Phước với các pha lập công của Nguyễn Công Phượng ở phút thứ 10 và Lưu Tự Nhân ở phút thứ 24. Công Phượng góp cả hai dấu ấn của mình ở trong cả hai bàn thắng của đội chủ nhà trong 45 phút đầu tiên với một cú đánh đầu và một đường kiến tạo. Sân nhà Bình Phước vẫn đang là miền đất lành của Nguyễn Công Phượng trong những năm tháng đầu tiên chơi bóng tại giải hạng nhất cùng với câu lạc bộ Trường Thương Bình Phước và đã tạo ra lợi thế hai bàn dẫn trước dành cho đội chủ nhà trước khi bước vào giờ nghỉ. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Xin chào mừng quý khán giả của FPT Play cùng quay trở lại với những hình ảnh trên sân vận động Bình Phước để chuẩn bị đến với hiệp thi đấu thứ hai của đối đầu giữa hai câu lạc bộ Trường Thương Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2024-2025.
khép lại hiệp đầu tiên thì số đang là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước với các pha lập công của Nguyễn Công Phượng và Lưu Tự Nhân. Ở các phút thứ 10 và 24, Công Phượng đã mở tỷ số bằng một cú đánh đầu ngay từ phút thứ 10. Và sau đó thì đến phút 24, chính cầu thủ mang áo số 70 này đã có quả kiến tạo từ tình huống phạt góc để giúp cho Lưu Tự Nhân đánh đầu ghi bàn. Trong hiệp 1 thì Trường Tư Bình Phước đã tung ra một đội hình cực kỳ trẻ trung. Và đó cũng chính là yếu tố khiến cho họ chơi cực kỳ thiếu kinh nghiệm trước một dàn sao của Trường Tư Bình Phước. Ngay sau khi phải nhận hai bàn thua thì đội khách cũng đã thay 3 người. Và chúng ta sẽ đến với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Trong phần thời gian còn lại của trận đấu này thì đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước sẽ ở bên phía tay trái màn ảnh của quý vị. Sang Ngọc Đức và phá bóng có phần thiếu an toàn. Mạnh Hùng, Việt Anh, Mạnh Hùng và xử lý lỗi của Mạnh Hùng, bóng quay trở lại với Bà Rịa Vũng Tàu. Nhạc Minh quyết định sút xa. Nơi đây là đầu tiên ở trong hai thuộc về các vị khách Bà Rịa Vũng Tàu với tình huống dâng cao của Trương Nhạc Minh. Phượng đã có hiệp đấu đầu tiên rất ấn tượng, dù cho số lần chạm bóng của đội cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai là không nhiều, nhưng hai bàn thắng của Công Phượng của đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước cho đến lúc này đều có dấu ấn của Nguyễn Công Phượng. Lại là Công Phượng qua người khéo léo. Công Phượng chuyền bóng rất hay, Mạnh Hùng gọi đối mặt không vào. Chúng ta đang được xem Nguyễn Công Phượng chơi cực kỳ thăng hoa tại Trường Tư Bình Phước. Khá đáng tiếc là ở tình huống vừa rồi thì người đồng đội Mạnh Hùng đã không thể tận dụng được màn đáp lễ của Công Phượng. Bàn mở tỷ số của Công Phượng là do chính Mạnh Hùng kiến tạo. Và vừa rồi sau một tình huống xử lý qua người khéo léo thì Công Phượng đã mở ra thời cơ đối mặt cho người đồng đội áo số 17. Công Phượng sẽ lại là người thực hiện quả đá phạt góc cho đội chủ nhà. Công Phượng đánh đầu, tỷ số suýt chút nữa là 3-0. Pha lái bóng về góc xa hết sức khó chịu của cầu thủ Trường Tư Bình Phước. Và đó là tình huống chạy cắt mặt đánh đầu của Thanh Bình. Trương Nhạc Bình, Công Phượng đã tạo ra được những thời cơ cho các đồng đội để có thể liên tục mang đến những sóng gió cho khung thành của thủ thành Nguyễn Tân. Phải chọc khe Bùi Văn Bình, đây là vụ phá lưới ở mùa trước của V-League 2. Một pha lập công giúp cho Bùi Văn Bình trở thành vô phá lưới của giải hạng nhất B Sao Vàng 2023-2024. Ta cùng xem lại pha xử lý khéo léo của Công Phượng và sau đó là đường chuyền cực kỳ chính xác để mở ra thời cơ đối mặt dành cho Mạnh Hùng. Và đây là cú đánh đầu của Thanh Bình, bóng đã được lái về góc xa cách cực kỳ điêu luyện nhưng lại hơi thiếu đi một chút chính xác để có thể có bàn thắng thứ 3 dành cho Trường Tư Bình Phước. Công Phượng vẫn là tâm điểm trong các tình huống lên bóng của Trường Tư Bình Phước ở trong trận đấu này. Mỗi tình huống xử lý bóng qua chân của Công Phượng đều mang đến sóng gió.
Huỳnh Tấn Sinh rất kinh nghiệm để có một tình huống xử lý an toàn. Ngày tháng vẫn đang hết sức mộng mờ dành cho các cổ động viên của Trường Thư Bình Phước với những gì mà Công Phượng và các đồng đội đang thể hiện, đặc biệt là ngôi sao mang áo số 70 đắt giá mà họ đang có được vào lúc này. Lưu Tử Nhân không thể chuyền bóng thành công. Đây là cơ hội. Một lần nữa thì Bùi Văn Bình đã không thể vượt qua những người đàn anh kinh nghiệm hơn. Trước đó là tình huống phải đối mặt với Huỳnh Tấn Sinh và vừa rồi là người theo kèm Mạc Đức Việt Anh. Cầu thủ cũng đã từng được đào tạo ở lò đào tạo của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Tô Phương Tịnh, Bùi Văn Bình hiện đang là số 17 đẩy bóng ra biên. Quốc Phòng trong đội hình lúc này ở trên sân bên phía đội khách thì hai cầu thủ đang có độ tuổi được xem là kinh nghiệm nhất là Thế Dũng áo số 2 và Tô Phương Thịnh áo số 15. Hai cầu thủ đều sinh năm 2000. Những thông số cho thấy rằng Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng dàn cầu thủ trẻ như thế nào ở trong trận đấu này. Chúng ta xác định đó sẽ là quả ném biên dành cho đội khách Bà Rịa Vũng Tàu. Hoàng Minh Tâm, Tấn Sinh, Công Phượng Quốc Hoàng đẩy bóng dọc biên. Đây là Bùi Văn Bình. Đường chuyền của Bùi Văn Bình đã khiến cho đồng đội bị bất ngờ. Pha đặt bóng của Công Phượng vẫn đang là Nguyễn Công Phượng. Tiếp tục là các cầu thủ Trường Thư Bình Phước. Thanh Bình, cơ hội của Thanh Bình, dứt điểm không vào. Bình đã không thể chiến thắng được thủ thành Trần Nguyễn Tân. Trang nhất quốc gia đua sao vàng 2024-25 sẽ tiếp tục diễn ra thêm một vòng đấu nữa trước khi cả hai hạng đấu cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ tạm dừng để nhường lại ở thời gian cho đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất vào cuối năm, đó là ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Giải đấu sẽ khởi tranh vào đầu tháng 12 này. Với những phong độ đang cực kỳ thăng hoa như thế này thì không biết là Công Phượng có thể lọt vào được mắt xanh trong lần triệu tập sắp tới của huấn luyện viên Kim Sang-sik để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất năm của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta đang được xem lại cơ hội trước đó của Lê Thanh Bình. Tình huống mà số 91 đã quyết định xử lý cá nhân và cú đá chìm này là không đủ để đánh bại được Nguyễn Tân. Thank you.
phía trường Thương Bình Phước sẽ có hai sự điều chỉnh. Nguyễn Tài Lộc và Vũ Đức Duy sẽ là những người vào sân để thay cho Hoàng Minh Tâm và Sầm Ngọc Đức. Lại là Công Phượng cướp bóng ở giữa sân. Nguyễn Công Phượng, Công Phượng đang băng băng vượt lên. Công Phượng giữa vòng vây các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Đường truyền khéo léo quá, nó vẫn hơi mạnh dành cho Mạnh Hùng. Một pha bóng mà Công Phượng như một thỏi nam châm hút tất cả các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu vào. Sự là Công Phượng đang chơi với rất nhiều những sự tự tin. Chuyền với ý đồ là rất tốt nhưng nó vẫn hơi mạnh một chút cho Mạnh Hùng có thể theo kịp. Đó sẽ là một tình huống đá phạt lên dành cho đội khách. Tài Lộc chính là người học trò mà huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức đã mang về từ câu lạc bộ Long An. Đức Duy đã bị thổi phạt. Long An ở mùa giải 2023 thì Tài Lộc cũng đã thường xuyên được đá chính trong đội hình của đội bóng này dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Khi thành công giúp cho Long An có được thị trường đồng. Vì do đó thì huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức cũng đã nhanh chóng đến với câu lạc bộ Trường Thương Bình Phước sau khi đội bóng này được đầu tư mạnh mẽ. Mùa trước thì cũng đã giúp cho Trường Thương Bình Phước có được 80 triệu đồng. Khá thoáng. Quả bóng sệt. Tình huống dứt điểm không thể tạo ra được bất ngờ. Đó là pha dứt điểm đến từ Bùi Văn Bình. Một tình huống phối hợp biển khá ấn tượng đến từ đội khách. Quả chuyền sệt đã tạo ra sự bất ngờ nhưng Bùi Văn Bình lại không có được một tư thế dứt điểm. Và một điểm chạm bóng thực sự là như ý. Thêm một quả phạt góc dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Đánh đầu. Vẫn là một tình huống dứt điểm đi ra ngoài. Đó là Hoàng Chiến. Nguyễn Hoàng Chiến thì năm nay mới 19 tuổi thôi. Đội hình của Trường Tư Bình Phước thì có rất nhiều những cầu thủ ở tuổi teen. Rõ ràng là việc phải đối mặt với nhìn sao đắt giá của Trường Tư Bình Phước là một thử thách rất lớn dành cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương. Thế Dũng đã không thể tranh chấp thành công trước sự đeo bám của Huỳnh Tấn Sinh. Và lúc này thì đối thủ cạnh tranh ở trong nhóm đầu bảng của giải hạng nhất quốc gia bi sao vàng 2024-2025 là PVF CAND cũng đang ra sân trong chuyến làm khách trước câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Phút thứ 60 của trận đấu và tỷ số vẫn là 2-0 dành cho đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước. Công Phượng đường truyền rất thoáng ra cánh trái dành cho Mạnh Hùng. Vẫn đang là số 17 Mạnh Hùng. Mạnh Hùng xử lý có phần hơi lưỡng lự, cướp bóng hay. Tài Long, Công Phượng, Thanh Bình. Rồi vẫn còn dành cho đội chủ nhà Tài Long. Và treo bóng. Chưa phải là pha dứt điểm dành cho Công Phượng.
bóng đã quay trở lại với các cầu thủ trường Thương Bình Phước. Huỳnh Tấn Sinh, Công Phượng. Công Phượng rất tích cực di chuyển và tạo ra những sự kết nối. Rõ ràng là những kinh nghiệm từ cả đấu trường V-League 1 và những năm tháng chơi bóng ở nước ngoài nữa giúp cho Công Phượng hoàn toàn tự tin để hòa nhập ở một đấu trường thấp hơn như là giải hạng nhất quốc gia đi sao vàng 2024-2025. Tốt của Sĩ Giáp. Công Phượng đã mang về thêm một quả phạt góc dành cho các cầu thủ trường Thương Bình Phước. Và phạm lỗi là của Gia Huy. Chính Công Phượng cũng sẽ là người thực hiện quả đá phạt dành cho đội chủ nhà. Toàn bộ các tình huống cố định của trường Thương Bình Phước sẽ đều được đặt niềm tin cho Nguyễn Công Phượng. Và treo bóng của Công Phượng rất khó chịu. Nếu như có một cầu thủ chạy cắt nhanh hơn thì đó đã có thể là một pha bóng sóng gió về phía khung thành của Nguyễn Tân. Hai bàn thắng ở trong hiệp đấu đầu tiên đủ mang đến sự tự tin và an toàn cho các cầu thủ trường Thương Bình Phước để họ chơi một cách nhàn nhã khoảng thời gian đã qua của hiệp hai này. Thanh Bình 4-4, bóng mở cánh phải nhưng có lẽ là Sĩ Giáp không còn đủ sức để có thể đuổi theo nữa rồi. Gia Huy, đây là Tô Phương Thịnh, bóng mở sang cánh phải, hơi sửa lưng. Hoàng Chiến lúc này đã được dạt cánh. Vậy là Hồ Sĩ Giáp lúc này đang bị đầu bên phía đội chủ nhà. Không có va chạm nào cả. Sĩ Giáp có lẽ là gặp vấn đề trong nỗ lực bứt tốc trước đó. Trong danh sách đăng ký của đội chủ nhà ở trận đấu này thì ở hành lang cánh sẽ có những sự lựa chọn chất lượng như là Nguyễn Thành Đạt, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của giải hạng nhất đi sao vàng ở mùa giải năm ngoái. Thank you.
Mạnh Hùng chuyền bóng cho Công Phượng, phối hợp với Thanh Bình, cũng đập nhã chưa thành công của bộ đội từng được khoác lên mình màu áo của U23 Việt Nam. Chia sẻ sau trận đấu với trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thì Thanh Bình cũng cho biết là khoảng thời gian được thi đấu cùng Công Phượng ở trên đội tuyển U23 Việt Nam giúp cho sự kết nối giữa tiền đạo các Thanh Hóa này cùng với Thanh Bình Nguyễn Công Phượng trở nên dễ dàng hơn. Như vậy là Lê Văn Nam cùng với Nguyễn Thành Đạt sẽ là những cầu thủ chuẩn bị được đưa vào sân bên phía đội chủ nhà. Mạnh Hùng, chủ nhân của đường kiến tạo trong bàn mở tỷ số của Công Phượng, sẽ được thay ra. Người sẽ rời sân thứ hai bên phía câu lạc bộ chủ nhà là Sĩ Giáp. Những Công Phượng chuyền lần này của Công Phượng đã bị bắt bài, tranh chấp khá mạnh mẽ và trọng tài xác định là đã có lỗi của số 70. Nhưng không phải, quyết định của trọng tài đó là tình huống để bóng chạm tay của các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu, không phải là lỗi của Nguyễn Công Phượng. Tình huống tranh chấp hợp lệ và lỗi đã đến với số 7, chắc là số 2, Thế Dũng với tình huống ngã xuống và để bóng chạm tay. Quả đá phạt dành cho Công Phượng và các đồng đội. Đứng trước bóng lúc này không phải là Công Phượng nữa mà là Lưu Tự Nhân và Thanh Đạt. Đã có một cầu thủ của Bà Rịa Vũng Tàu nằm phía sau của hàng rào để đảm bảo che chắn được những quả đá sệt của đối phương. Thành Đạt bước lên, người thực hiện sẽ là Lưu Tử Nhân. Bóng đã chạm vào hàng rào ra ngoài. Tiếp theo là phạt góc dành cho đội chủ nhà. Cú đá đã đưa bóng không đi qua được hàng rào. Công Phượng sẽ thực hiện quả đá phạt góc tiếp theo dành cho đội chủ nhà. Công Phượng đá sệt, chưa có một cầu thủ áo xanh nào có thể tiếp cận được. Và đây là cơ hội phản công dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Tô Phương Thịnh, phía bên kia có Bùi Văn Bình. Và trọng tài đã cắt còi, đó là lỗi của Huỳnh Tấn Sinh. Một pha bóng mà đội khách hơi thiếu nhân sự trong tình huống phản công. Theo bóng của Thế Dũng cũng là tình huống pha bóng chính xác của các cầu thủ từ Bình Phước. Tô Phương Thịnh, Bùi Văn Bình, Bùi Văn Bình đã bị bất ngờ, nhưng đó là sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự bên phía trường từ Bình Phước. Họ đã biếu không bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho đối phương. Mạc Đức Việt Anh và thủ thành Bùi Tấn Trường đã thiếu đi sự liên lạc.
Sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến cho đoàn quân của đội tuyển Nguyễn Anh Đức phải nhận bàn thua đầu tiên ở trong mùa giải năm nay. Pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm, nhưng Mạc Đức Việt Anh cùng với thủ thành Bùi Tấn Trường đã không tìm kiếm được sự kết nối, và chừng đó là đủ để dâng món quà tuyệt vời lên cho đối thủ ghi bàn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 ở phút thứ 70. Và đây sẽ là liều thuốc tinh thần dành cho đội khách Bà Rịa Vũng Tàu. Bùi Văn Bình xử lý hơi rườm rà. Công Phượng, Văn Nam quyết định mở bóng quá mạnh của Văn Nam. Chúng ta chưa được xem lại những góc máy quay chậm để nhìn kỹ hơn tình huống sai lầm mang tính hệ thống của trường tư Bình Phước để khiến họ phải nhận bàn thua đầu tiên ở mùa giải năm nay. Vậy cho đến lúc này thì chỉ còn câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình là chưa bị thủng lưới tại đấu trường giải hạng nhất quốc gia bị sao vàng 2024-25. Mảnh lưới của Bùi Tấn Trường cuối cùng cũng đã bị khoan phá, và nó xuất phát từ chính sai lầm của anh và những người đồng đội ở hàng phòng ngự. Đây là tình huống mà trường tư Bình Phước đã phải nhận bàn thua. Mạc Đức Việt Anh đã bỏ bóng nhưng anh không hề nhận được sự hỗ trợ từ Bùi Tấn Trường, và có lẽ đó là một tình huống bỏ bóng thiếu đi sự cẩn trọng của Mạc Đức Việt Anh, bởi đồng đội bên trong thì chưa sẵn sàng để băng ra. Và đó là pha đốt lưới nhà của Huỳnh Tấn Sinh sau nỗ lực đưa bóng vào. Như vậy lúc này thì tất cả những bàn thắng đã xuất hiện trên sân là thuộc về đội chủ nhà. Huỳnh Tấn Sinh đã bất đắc dĩ trở thành người đốt đền sau sai lầm của Mạc Đức Việt Anh cùng với Bùi Tấn Trường. Tấn Sinh Lưu Tự Nhân, Huỳnh Tấn Sinh chuyền chính xác cho Công Phượng. Công Phượng mở bóng rất thoáng. Lê Văn Nam, Lê Văn Nam đã xử lý không thành công, nhưng vẫn còn đó là pha băng lên từ biên trái. Đức Duy không vượt qua được hậu vệ của Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng quay trở lại với Bà Rịa Vũng Tàu để bóng dọc biên. Đức Duy đã dâng cao và rất thoáng bên cánh phải dành cho Bà Rịa Vũng Tàu, đưa bóng vào. Còi dưới đêm, tiếp tục là một cú đá nữa. Sóng gió tức sự là đến liên hồi với khung thành của Bùi Tấn Trường. Và đó xuất phát từ những tình huống phòng ngự quá thiếu an toàn của đội chủ nhà. Đây là Công Phượng để mang bóng lên. Công Phượng xử lý khéo léo. Lê Thanh Bình, Thành Đạt phối hợp với Thanh Bình đánh góc. Tình huống đánh góc đã bị bắt tay. Gần 30 phút đã trôi qua của Hiệp 2. Và Bà Rịa Vũng Tàu bất ngờ chơi lên tinh thần sau khi đối thủ dâng cho họ món quà. Đó là bàn rút ngắn tỷ số đến từ pha đốt lưới nhà của Huỳnh Tấn Sinh. Sút xa. Tình huống mà Tuấn Phong đã thử thách tài năng của thủ thành Bùi Tấn Trường. Công Phượng qua người ở phía sau trống trải. Đây là Nguyễn Công Phượng. Công Phượng không vào. Một mình Công Phượng nhưng vẫn có thể tạo ra được sóng gió dành cho trường tư Bình Phước. Và phải nhờ tài năng của Nguyễn Tân cùng với sự tập trung của trung tâm này để mang đến một pha cứu tour và từ chối bàn thắng thứ hai của Công Phượng trong trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại pha bóng trước đó mà phòng ngự của trường tư Bình Phước đã thực sự là xử lý quá bối rối. Còn đây là cơ hội của Công Phượng.
cú đá cực kỳ hiểm hóc ở góc gần. Bóng đi lấp bập và nếu như Nguyễn Tân không ngoài người để cứu thua, đó có thể sẽ là bàn thắng thứ hai dành cho Nguyễn Công Phượng trong trận đấu ngày hôm nay. Nguyễn Sinh lúc này đang được cán ra sân. Bảy mươi lăm phút đã trôi qua, tỷ số là 2-1 trong cuộc đối đầu giữa Trường Đinh Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo sẽ là quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Công Phượng sẽ là người thực hiện. Đã có lỗi của Lưu Tự Nhân. Sẽ có một quả đá phạt lên dành cho đội khách. Pha tranh chấp tốt của Tài Lộc. Đây là Lưu Tử Nhân. Lỗi rồi. Quả đá phạt dành cho Trường Thư Bình Phước. Thời gian của hiệp 2 sẽ còn khoảng 15 phút nếu tính luôn cả khoảng thời gian được cộng thêm. Rõ ràng là cao trò của huấn luyện viên Anh Đức cần phải chơi thực sự là cẩn trọng. Lê Văn Nam, Đức Duy, phạt cướp bóng là của Tài Lộc. Tài Lộc quá khỏe và sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Trường Tư Bình Phước. Tài Lộc đã bắt bài và có một tình huống thoát tiền khiến cho Tuấn Phong phải phạm lỗi. Xét về kinh nghiệm thì rõ ràng là Tài Lộc quá lớn so với Tuấn Phong. Nguyễn Tân đang có một trận đấu rất vất vả trước gian sao của đội chủ nhà. Công Phượng cũng sẽ là người thực hiện quả đá phạt dành cho Trường Tư Bình Phước. Công Phượng đến đâu? Cơ hội từ tuyến ngay. Vẫn còn. Ra đăng tiết dành cho Trường Tư Bình Phước. Cú bắt vô lề là của Hoàng Dương. Nhưng bóng lại không thể đi vào khung thành. Rất trống trải sau khi quả bóng bật ra. Thời gian và không gian là đủ để cho Hoàng Dương có thể tạo ra một cú đá nguy hiểm. Và cuối cùng thì bóng đã chạm chân của Việt Anh đi hết sân. Hoàng Chiến sẽ rời sân và nhường lại cơ hội cho Anh Tuấn. Thứ 80 của trận đấu, khoảng cách chỉ là một bàn thôi. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đã có những phút đầu tiên nhập cuộc trong hiệp 1 là lép vế hơn. Đi sang hiệp 2 thì họ đã dần dần lấy lại được thế trận và cũng đã có được bàn thắng vào lưới của Bùi Tấn Trường sau khi mà hàng thủ của đội chủ nhà mắc sai lầm. Có quả đá phạt lên dành cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu.
như vậy là có thẻ vàng dành cho Thành Đạt. Hiện tại Nguyễn Kim Việt Bảo đã dành thẻ vàng cho Thành Đạt vì lỗi cản trở đối phương đưa bóng vào cùng. Và tiếp tục là những nhắc nhở của vị trọng tài này dành cho huấn luyện viên trưởng Nguyễn Anh Đức bên phía đội chủ nhà. Ở vòng đấu tiếp theo thì Trường Tư Bình Phước sẽ đến làm khách trên sân của câu lạc bộ Huế. Trong khi đó thì Bà Rịa Vũng Tàu sẽ trở về sân nhà tiếp đón kẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đưa bóng vào, khá nguy hiểm, dứt điểm, vào! Hai đều dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Và người lập công đó là Tô Phương Tịnh. Niềm vui của các cầu thủ trẻ bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Sự chủ quan và tiếp tục là những hố in. Những lỗ hổng an phòng ngự của Trường Tư Bình Phước đã khiến cho họ lần thứ hai phải trả giá ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Những phút cuối của trận đấu và Nguyễn Công Phượng cùng với những người đồng đội của mình đã khiến cho ông chủ Phạm Hương Sơn không biết phải nói gì. Bàn thắng ở phút thứ 81 của Tô Phương Thịnh. Chúng ta cùng xem lại quả rót bóng về phía đáy sân đấu và sau đó là quả trả ngược, và Bùi Tấn Trường lần này mắc sai lầm. Quả trả ngược không có gì nguy hiểm nhưng Tấn Trường đã đón sai điểm rồi. Nó chẳng khác nào là một đường kiến tạo để cho Tô Phương Thịnh bay vào thực hiện cú bắt vô lê tung lưới Trường Tư Bình Phước. Nhưng một lần nữa chúng ta thấy là lỗ hổng ai phòng ngự. Bùi Tấn Trường đã có một tình huống đẩy bóng thiếu an toàn nhưng ở phía trên thì không một đồng đội nào của anh để có mặt để có thể hỗ trợ. Lỗi rồi, sẽ có một quả đá phạt dành cho Trường Tư Bình Phước. Đó là nỗ lực một lần nữa đến từ Nguyễn Công Phượng. Lợi thế hai bàn của đội chủ nhà đã mất đi ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Và tất cả đều xuất phát từ những sai lầm, những sự thiếu an toàn hàng phòng ngự của Trường Tư Bình Phước. Đang có những bàn bạc giữa Công Phượng, Lưu Tự Nhân và Vũ Đức Duy. Điểm đặt bóng cách khung thành đâu đó khoảng 25m. Góc sút là rất rộng. Có lẽ Công Phượng sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Công Phượng không vào. Quả đá của Công Phượng đã đưa bóng chạm vào cột dọc. Thật may mắn không đứng về phía Nguyễn Công Phượng ở trong hiệp hai này. Tấn Sinh, thời cơ vẫn còn dành cho đội chủ nhà. Phạt cắt bóng tốt. Và đây sẽ là cơ hội có thể để phản công. Đã có lỗi việt vị rồi. Sự tiếc nuối được thể hiện rõ trong ánh mắt của Nguyễn Công Phượng. Hiệp 1 thì Công Phượng đã có bàn thắng nhưng hiệp 2 thì chưa. Quả đá quá khó chịu. Và đúng là chỉ có tầng may mắn thì mới cứu tour được cho Bà Rịa Vũng Tàu mà thôi. Công Phượng đã vẽ nên một đường cong nhưng bóng lại chạm vào cột dọc chứ không phải là mảnh lưới của đối thủ. Thank you.
vẻ mặt hết sức lo âu của băng ghế huấn luyện bên phía đội chủ nhà. Họ đánh mất đi lợi thế hai bàn một cách quá đơn dễ dàng, mà đối thủ thì cũng không phải thực sự là cần cố gắng quá nhiều. Đơn giản là hàng phòng ngự của họ gặp vấn đề mà thôi. Người hùng của Trường Thư Bình Phước sẽ là ai trong khoảng thời gian còn lại này? Và cắt bóng tốt, đó là Tài Lộc. Chấp rất mạnh mẽ, Thanh Bình đã có lỗi rồi. Sao đắt giá của họ đã có một hiệp thi đấu thứ hai vô cùng thất vọng. Tấn Sinh sẽ phải khẩn trương ở khoảng thời gian này dành cho đội chủ nhà Trường Thư Bình Phước. Tấn Sinh, toàn bộ các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đang ở phần sân nhà để tổ chức phòng ngự. Đó là đường truyền sai. Người đã xử lý sai đó là Hoàng Dương. Lỗi của Lưu Tự Nhân. Hoàng Dương có vẻ hơi đuối sức. Đây là khoảng thời gian mà đội chủ nhà cần các cầu thủ của mình phải chiến đấu hết mình. Huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức đã thay 4 người rồi, chỉ còn một lựa chọn duy nhất nữa thôi. Công Phượng đang vẫn chạy rất miệt mài bên phía Trường Tư Bình Phước. Đức Duy Tấn Sinh, Tài Lộc đã để mất bóng và đây là thời cơ phản công dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Quốc Hoàng, Thành Đạt đã lùi về rất nhanh để hỗ trợ phòng ngự. Thành Đạt vào sân và chưa có nhiều đất diễn. Khu vực trung tuyến vào lúc này của đội chủ nhà đang thiếu thêm một cầu thủ để hỗ trợ cùng với Công Phượng trong nhiệm vụ kiến thiết và tổ chức lối chơi. Quả đá phạt dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Minh Phương. Là những hình ảnh đầy suy tư của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức và dàn trợ lý đến từ Nhật Bản của mình. Họ không còn nhiều thời gian nữa, phút thứ 89 gần trôi qua hết rồi và chúng ta sẽ gần đến với phút thi đấu chính thức cuối cùng. Trước mắt thì Trường Thư Bình Phước sẽ phải chơi thật sự an toàn và chắc chắn ở tình huống tấn công này của Bà Rịa Vũng Tàu. Quả đá phạt quá mạnh của Quốc Hoàng, không có gì nguy hiểm với khung thành của Bùi Tấn Trường cả. Trọng tài đã thổi phạt với Công Phượng rồi. Cầu thủ bên phía Bà Rịa Vũng Tàu đang bị đau. Người đang đi đâu là Vi Văn Dung. Như vậy là Hoàng Dương sẽ rời sân. Văn Ca sẽ là người được đưa vào sân. Sự thay đổi người cuối cùng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Và đó là một sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự.
sẽ có 5 phút cho những hy vọng về việc giữ lại 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà dành cho Trường Tư Bình Phước. Tấn Sinh pha chạm bóng đầu tiên của Văn Ca, hành lang cánh trái của Hoàng Dương ở trong những bàn thua của Trường Tư Bình Phước cũng đã có những sai lầm. Cầu thủ sinh năm 1992 có lẽ là hơi đuối sức ở giai đoạn mà Bà Rịa Vũng Tàu tạo ra được những áp lực, và đó là lý do khiến cho hành lang cánh này trở nên rất thông thoáng cho đối thủ có thể khai thác. Tấn Sinh chuyền dài, bóng hướng đến vị trí của Thanh Đạt. Văn Ca và treo bóng đánh đầu, chưa có cú dứt điểm nhưng thời cơ là vẫn còn dành cho Trường Tư Bình Phước. Thanh Đạt cú đá hơi cận chân, sẽ có thêm một quả ném biên dành cho đội chủ nhà. Tiếp tục là ném biên dành cho Trường Tư Bình Phước. Tài Lộc sẽ là người thực hiện quả ném biên bên phía Trường Tư Bình Phước. Tài Lộc đột phá ở biên, treo bóng vào, hơi cao. Ở bên trong thì đồng đội chưa sẵn sàng, thực sự là không thể chạm đến quả tạt vừa rồi. Ném biên lên dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu phải ghi điểm ở trong trận đấu ngày hôm nay thì thực sự là đáng tiếc dành cho Trường Tư Bình Phước khi họ đã tạo ra được lợi thế 2 bàn. Từ những pha lập công của Công Phượng cũng như là Lưu Tử Nhân. Lợi thế 2 bàn dẫn trước của Trường Tư Bình Phước được kéo dài đến phút 70 trước khi họ có 11 phút thực sự là ác mộng với bàn phản lưới nhà của Huỳnh Tấn Sinh và pha lập công của Tô Phương Thịnh. Bên ngoài sân thì chúng ta thấy là huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương cũng đang sẵn sàng cho một phương án thay đổi người cuối cùng. Đó là sự xuất hiện của Đình Bảo, một người rất quen mặt với Nguyễn Công Phượng trong những năm tháng khoác áo của lạc bộ Hà Anh Gia Lai. Đường chuyền dài, Thanh Bình. Thanh Bình trận này chơi khá mờ nhạt. Đội bóng Thanh Hóa gần như là không thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Nguyễn Tân. Tiếp tục sẽ là ném biên dành cho đội chủ nhà, nhưng trước hết thì sự thay đổi người của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được thực hiện. Phúc Hoàng rời sân, dừng lại cơ hội cho Đình Bảo. Phúc Hoàng là sự điều chỉnh sớm ở trong hiệp 1 của huấn luyện viên Minh Phương. Sự tập trung ở hàng phòng ngự vẫn đang được các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu duy trì một cách rất cao. Đang có một cầu thủ bên phía Bà Rịa Vũng Tàu nằm sân, nhưng trận đấu thì vẫn đang được tiếp tục. Lúc này thì tiếng còi của trọng tài Việt Bảo mới vang lên. Gia Huy là người đang bị đau, và trọng tài yêu cầu các nhân viên y tế sẽ vào sân chăm sóc cho số 14 bên phía đội khách. Thank you.
Thời gian được cộng thêm đã trôi qua hết. Trọng tài chắc chắn là sẽ có thêm những khoảng thời gian bù cho những thời điểm mà cầu thủ nằm sân. Nét mặt rất buồn của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Thời gian không còn đồng hành với các cầu thủ Trường Thi Bình Phước nữa rồi. Người chạm bóng là Tấn Sinh. Bóng vào lũng quẩn trong vòng cấm của Bà Rịa Vũng Tàu. Cú dứt điểm vào! Bùng nổ cầu Trường Bình Phước với pha dứt điểm này. Thật không thể tin được với một cú ra chân quyết đoán và bóng đi nhanh như điện xẹt. Niềm vui đã trở lại với chủ tịch Phạm Hương Sơn cùng với các cổ động viên đang có mặt ở trên sân vận động Bình Phước vào lúc này. Trường Thi Bình Phước đã thực sự là vỡ òa sau khoảnh khắc vừa rồi. Một khoảnh khắc hết sức bùng nổ mà đã có một cầu thủ cá mừng, đó là Lê Thanh Bình. Trận đấu thứ hai liên tiếp mà Lê Thanh Bình sống vai người hùng của Trường Thi Bình Phước. Tấm thẻ vàng có lẽ là không còn mấy quan trọng với Lê Thanh Bình sau khoảnh khắc bùng nổ vừa rồi mà anh mang lại dành cho đội chủ nhà. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Cú đá ngay và bóng đi vào một góc quá hiểm. Tỷ số là 3-2 và lúc này thì Công Phượng đang mang bóng lên. Và tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng đầy cảm xúc với tỷ số 3-2 dành cho Trường Thi Bình Phước trước câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Họ đã có hai bàn thắng nhân trước do công của Công Phượng và Lưu Tự Nhân trong trận đấu đầu tiên. Nhưng từ phút 70 đến phút 81 thì họ liên tục phải nhận hai bàn thua đến từ bàn phản lưới nhà của Tấn Sinh cũng như là pha lập công của Tô Phương Thịnh. Tuy nhiên thì đến phút bù giờ cuối cùng, khoảnh khắc bùng nổ của Lê Thanh Bình đã giúp cho Trường Thi Bình Phước giữ lại 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà. Và với chiến thắng này thì họ sẽ tạm thời vươn lên đỉnh bảng xếp hạng với 10 điểm và duy trì thành tích bất bại sau 4 trận đã đấu. Một chiến thắng có thể nói là đầy cảm xúc đã đưa người hâm mộ đến với đoàn tàu cảm xúc. Những cảm xúc lên xuống và cuối cùng quan trọng hơn hết, đó là niềm vui vỡ òa, sự bùng nổ và 3 điểm trọn vẹn đã ở lại cùng với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Đến đây thì buổi bình luận của FPT Play cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo trên hệ thống của chúng tôi.